Sau khi nhà phân phối mới của thương hiệu MG Moto tại nước ta công ty Sài Moto Việt Nam (SMV) xác nhận sẽ đem về MG 7, phía đại lý đã mạnh dạn chia sẻ nhiều thông tin hơn về mẫu sedan hạng D này, nhằm thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Tư vấn bán hàng cho hay MG 7 sẽ có hai phiên bản, với tên gọi STD và Lux, giống đàn MG5 đang được mở bán. Giá dự kiến khởi điểm 729 triệu và sẽ được nhập về vào khoảng tháng 9. Tại Trung Quốc, MG 7 có giá quy đổi khoảng 410 triệu. MG7 mới được mở bán tại Trung Quốc vào ba, chưa lên lịch ra mắt Thái Lan, nơi hãng đặt nhà máy lắp ráp. Vẫn chưa rõ MG7 mở bán tại Việt Nam sẽ có xuất xứ từ đâu. Nếu nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc, MG7 sẽ gặp trở ngại trong việc tiếp cận với số đông người dùng dù có giá bán rẻ. Nguyên nhân là, bởi nguồn gốc của mẫu xe này có thể sẽ khiến một số người dùng nghi ngại. Cùng lý do tương tự, MGZS được chuyển từ nhập khẩu Trung Quốc sang Thái Lan. MG5 ra mắt sau này cũng được đưa về từ xứ sở chùa vàng. Phía đại lý cho biết, MG7 được đưa về Việt Nam sẽ có hai cấu hình động cơ ứng với hai phiên bản. Đầu tiên là máy xăng, tăng áp, dung tích 1.5 lít trên bản STD tiêu chuẩn, kết hợp cùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước cho công suất tối đa 183 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 300 Nm. Bản Lux sử dụng máy 2 lít, tăng áp cùng hộp số tự động 9 cấp đến từ ZF. Tạo ra 254 mã lực và 405 Nm. Hệ dẫn động cầu trước đi kèm sẽ có vi sai điện tử chống trượt và hệ thống treo điều khiển điện tử. Đại lý không hé lộ thêm về các trang bị còn lại, nhưng tư vấn bán hàng hứa hẹn sẽ đủ hấp dẫn. Tại Trung Quốc, MG7 có đèn LED trước sau, cánh gió trên cốt có thể mở ra thu vòi như các mẫu xe đắt tiền, bốn ống xả phía sau, mâm hợp kim 18 in hoặc 19 in tùy phiên bản. Nội thất của xe có cụm màn hình nối liền gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 10.25 in và màn hình giải trí 12.3 in. Khu vực trung tâm có giải phím cảm ứng điều chỉnh điều hòa, âm lượng. Một số tiện nghi khác gồm ghế chỉnh điện, 14 loa Bose, cửa sổ trời, phanh tay điện tử. Tại Trung Quốc, người mua MG7 có thể lựa chọn thêm gói trang bị nâng cao có giá khoảng 19 đến 46 triệu, gồm hệ thống an toàn chủ động, camera 360 độ, sạc điện thoại không dây ghế bọc da Nappa có sưởi ấm. Giới chuyên gia nhận định những option này nhiều khả năng sẽ được tích hợp trên bản Lux cao cấp của MG7 khi mở bán tại Việt Nam, nếu hãng muốn sản phẩm của mình đủ sức cạnh tranh cùng các đối thủ đến từ Nhật Bản. Khi về Việt Nam, MG7 sẽ có giá bán thấp nhất phân khúc sedan hạng D. Đây sẽ là lợi thế giúp mẫu xe này cạnh tranh với sản phẩm đang có sức bán tốt nhất phân khúc là Toyota Camry, giá 1 tỷ 105 triệu đến 1 tỷ 495 triệu. Thế nhưng, kể cả khi được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, MG7 vẫn sẽ cần thời gian để chứng minh được chất lượng.